Sankawa cha cha kama cha Sama danya vimutasa Uba sankasa tadino. Tâm an thì nghiệp cũng an, lời ăn tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh chơn, thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ cảm ơn Vinh Vách Thanh A đã bắt bài ạ. Dạ con xin gửi mít lại cho chị Cống Nhân. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Trang Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 96. San tăng tác xá má năng hô tí San ta qua cha chá căm chá Samma đanh nha quý mút tát xá ố ố ố pá san tát xá ta đi nô san tăng tát xá má năng hồ tí san ta qua cha chá căm má chá Samma đanh nha quý mút tát xá Ú bá san tát xá tà đi nô San ta tát xá má năng hồ tí San ta qua cha chá câm má chá Samma đanh nha quý mút tát xá Ú bá san tát xá tà đi nô Người tâm ý an tịnh Lời an nghiệp cũng an Chánh trí chơn giải thoát Tịnh lạc là vị ấy Ban dịch của Hòa Thượng Minh Châu Tâm an thì nghiệp cũng an Lời ăn tiếng nói lại càng an hơn Sống đời hiểu biết chánh chơn Thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức Và cảm dân đã ôn bài xong Mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên Dạ, sa thú lành thay Dạ, kính nha tri ân chị Nam mô Bụt Tha Giá Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Sang Kha Giá Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Kính lễ thượng tọa minh hạnh Đại đức minh mẫn Đại đức pháp Trang tự đức kính lễ quý tu nữ và thanh chào quý thiền nam tín nữ và cảm ơn Nhật Quỳnh cho biết này rõ và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh pháp cú số 96 và cảm ơn Quỳnh Quá Thành Á san tăng tát xá ma năng hồ tí san ta qua cha chắc cầm mát cha sam mát anh nhà quý mút tá xá upat san tá sát ta đi hồ San tăng tát sa ma năng hồ ti San ta qua cha cha cầm ma cha San ma đinh nha vi mu ta sa Upa san ta sa ta di no San tăng tát sa ma năng hồ ti San ta qua cha cha cầm ma cha Samma đanh nha vi mu ta sa Upa san ta sa ta di no San tăng tát sa ma năng hồ ti San ta qua cha cha cầm ma cha Samma đanh nha vi mút tát xa Upa san ta sa ta di no Người tâm ý an tịnh
lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. San tăng tát xá ma năng hồ tí san ta hòa cha chắc cầm má chắc. Sam mát đành nhà viên mút tát xá út bách san tát xá ta đi nô. Tâm an thì nghiệp cũng an, lời ăn tiếng nói lại càng an hơn. Sống đầy hiểu biết chánh chơn, thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, chị Duyên đã bài xong. Dạ, bây giờ kính mời bàn tay của quý vị. Dạ, chị Duyên không thấy ai đã có Quang Thanh mới vào, có nghe âm thanh của cô không? Dạ, kính mời Quang Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ tại duyên và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 96. Cảm ơn Thư Quát. San tăng tát sa ma năng hồ tị san ta. San ta wa cha cha cam ma cha sam ma đành nhà quy mút ta sa u u bát u ba san ti tát sa ta đi hồ san tăng tát sa ma ma nằng hồ ti san ta wa cha cam ma cha sam ma đành nhà quy mút tát sa u ba sa u ba san tát sa tà đi nồ. Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh chi trơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Đấy là của bạn Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin sam ma đành nhà quỷ mút tát san Dạ, Quang Thanh ơi, đạo tràng không còn nghe được âm thanh của Quang Thanh nữa. Dạ, cảm ơn cô tu nữ thề duyên. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy Quang Thanh rất mít ơi. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 96. Quang Thanh ơi, có cầm mic lại không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Không ấy, ta Nhật Quỳnh ông bài nha. Cảm ơn Quỳnh Quá Thanh đã cho bài học. Alo, Quang Thanh. Nhật Quỳnh thấy Quang Thanh trở vào rừng ở đạo tràng rồi. Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe và có cầm mic trả lời. Cầm mic này Nhật Quỳnh mời nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. À, cũng đấy con đọc chắc là do mạng nên là chắc là không được ạ. À?
Dạ vậy con xin giáo phối, con xin đọc lại ạ. Săn tăng tát sa ma nằng hồ ti săn tà hòa cha cha cầm ma cha sầm ma đành nhà quy mút tát sao ba săn sa tà đi nổ. Săn tăng tát sa ma nằng hồ ti săn tà hòa cha hòa cha ma cha sầm ma đành nhà quy mút tát sa u ba san ta sa ta đi nô. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh chi trơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Đấy của bản Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ: san tăng ta sa ma năng hô ti san ta qua cha 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 cam ma cha samma đanh nhà quy mút tát xa u ba san tát xa ta đi nô san tăng tát xa mà năng hô ti san ta qua cha cha cam ma cha samma đanh nhà quy mút tát xa u ba san tát xa ta đi nô. Tâm an thì nghiệp cũng an, để ăn tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh trơn, thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà. Đấy của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin xuống mic, con xin kính mời cô Nhật Quỳnh và con cảm ơn chú Quát Thà Ná đã bắt bài ạ. Dạ thưa sư thư, kính cảm ơn mình Quang Thanh. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tăng đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thina ơi, Thina mới vào đạo tràng, Thina có ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi Thina. Hello hello, nhanh lên, không thì Nhật Quỳnh khóa sổ mất quyền lợi ráng chịu nha. Rồi, chắc thì Na có chút xíu trục trặc rồi. Dạ, kính chào người phương Nam đi vào đạo tràng. Dạ, con xin ông bài câu Pháp Quốc Kinh chú 96 á. Cảm ơn Quỳnh Quát Thanh á. San tăng tát sa ma năng hộ ti san ta qua cha cha cầm ma cha sam ma đành nhà vi mút ta sa u ma san ta sa ta đi nô. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc vị ấy. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sành tan ta xa mà nặng hồ ti sành ta qua cha cha cẩm ma cha sầm ma đanh nha bị mua ta xa ư ba sành ta xa ta đi nâu. Sành tăng tát xa mà mặn hô ti sẵn ta qua cha cha cầm ma cha sầm a đanh nha vì mua ta xa ư ba sanh tát xa ta đi nâu. Tâm an thì nghiệp cũng an, lời ăn tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh chân, thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà. Dạ đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiêu không ôn bài Pháp Cú Kinh số 96. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á của tu nữ Tệ Duyên. Quang Thanh cảm ơn Trần Đạo đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ cũng đã đến giờ chúng con học bài mới câu Pháp Cú Kinh số 97. Dạ cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá,
Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lập gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, cho năm này kinh dự pháp từ. Đó là nhôm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trắng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 97. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sa thú lành thai, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa thú làm thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. À, âm thanh hơi nhỏ. Dạ. Rồi, giờ chắc là ok rồi, quý vị nghe chắc rõ hơn rồi. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Và kính tri ân quý vị đã cho biết là nghe rõ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với nhau học Kinh Pháp Cú với đề tài là câu kệ số 97. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ 97 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Asattho akattang nhu cha. Asattho akattang nhu cha. Đoạn thứ hai: Santicchedo chayo naro. Santicchedo chayo naro. Đoạn thứ ba: Hatawakaso wantaso. Hatawakaso wantaso. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Sawe uttama poriso. Sawe uttama poriso. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này.
Ở trong đoạn 1 chúng ta thấy có hai từ, từ đầu tiên a sắp thu, đây là một hợp từ chúng ta tách ra a cộng với là sắp thác. À, xin thưa với quý vị, câu kệ pháp cú số 97 này ngoài hai từ là cha và quê, đây là hai bất biến từ, thì tất cả các từ còn lại đều chia ở chủ cách số ít cả. À, thành ra quý vị nhìn vô đó, quý vị sẽ thấy là tận cùng nó ra bằng ô ô, còn chữ xá đó là một cái chỉ thị đại danh từ, ngôi thứ ba số ít. Đó, thành ra chúng ta thấy toàn các từ ở trong đây đều chia ở chủ cách hết. Rồi a là phủ định nghĩa là không, sát thá là đức tin. Đó, thành ra a sát thá mình dịch đó là không tin, là người không tin. Từ thứ hai a ca tay nhu chá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra a cộng với là ca tay nhu cộng với là chá. A là chữ chá hơn sau đó là liên từ có nghĩa và, chữ a là phủ định từ, ca tay nhu đó à, chúng ta lại tách nữa đó là ca ta cộng với là nhu à, cộng với là căn nha là sự hiểu biết. Ca ta là làm, a ca ta là không có làm, à, sự hiểu biết không có làm, hiểu biết rõ ràng không có làm, không có làm đó tiếng Hán dịch là vô tác, à, thì vô tác nó đồng nghĩa với là vô vi. À, thành ra cái từ này đó mình có thể dịch đó là hiểu vô vi. À, Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch là hiểu vô vi. À, rồi nếu mà dịch nữa đó thì trong tiếng Anh họ dịch đó là know in Nibbana, đó là hiểu rõ Nibbana. À, rồi nếu mà mình chích cái từ vựng đó là và mình dịch đó là như vậy, hiểu vô vi hoặc là hiểu Nibbana. À, đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ, từ đầu tiên san thi chê đô, à, đây là một hợp từ chúng ta tách ra san thi cộng với là chê đô, chê đá, chê đá chia theo chủ cách thành ra hình thức thành chê đô. San thi là mối nối, à, tiếng Hán dịch ra là tục đoan. À, chê đô chê đá chê chê đô chê 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 đá, à, chê đá nó là từ cái căn chích và chúng ta có cái động từ là chín đá tí là cắt đứt. À, thành ra đó là san thích chê đô, đó là sự, hay nếu mình dịch là sự đó thì là sự cắt đứt, à, các tục đoan hay là cắt đứt các mối nối. À, còn nếu mà người thì xin thưa quý vị, các từ ở trong đây đều chỉ cho người hết á, là người đã cắt đứt các mối nối. Rồi từ thứ hai chá liên từ và, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Từ thứ ba vô, đây là một quan hệ đại danh từ, à, giá chia theo chủ cách ngôi thứ nhất số ít. Thành ra mình dịch ra là ở đây nó bổ nghĩa cho chữ nó rô sao, quan hệ đại danh từ ở đây làm chính từ, thành ra mình dịch đó là nào. Naro là người thì vô Naro là người nào. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên hát ta wa ca su,
Hatta Wakaso, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, Hatta cộng với là Awakasa. Hatta cộng với là Awakasa. Hatta là một cái quá khứ phân từ của động từ Hanati. Mà Hanati có nghĩa là giết, tiêu diệt, diệt trừ. Đây là quá khứ phân từ, thành ra mình dịch ra là đã. Đã diệt trừ, đã tiêu diệt. Awakasa. Awakasa là sự xuất hiện, sự sanh ra, sự có mặt. Thành ra cái hợp từ này đó mình dịch đó là sự sanh ra đã bị diệt trừ, sự xuất hiện đã bị diệt trừ đó. Và nếu mà mình dịch gọn lại đó là đoạn mầm sanh hay là mầm sanh đã được đoạn trừ. Rồi từ tiếp theo, Wantaso. Wantaso đây cũng là một hợp từ. Wanta cộng với là Asa. Chữ Wanta này đó là một cái quá khứ phân từ của động từ Wamati. Mà Wamati thì có nghĩa đó là từ bỏ, bỏ ra. Thì đây là quá khứ phân từ, thành ra mình dịch đó là đã. Đã từ bỏ, đã bỏ ra. Ở A Sa, A Sa này như chúng ta có học ở bên Trung Bộ Kinh là bài kinh ước muốn hay là bài kinh gì gì cầu cầu. Thì chữ A Sa này đó dịch đó là sự ước ao, là sự ước muốn, sự mong muốn. Vậy thì quan ta sát, mình dịch đó là ước muốn đã được từ bỏ. Ước muốn đã được từ bỏ. Đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta có ba từ. Từ đầu tiên, xá, đây là một chỉ thì đại danh từ. Xá, ngôi thứ ba, số ít. Chữ xá này giống như chữ xô vậy, xin thưa. Là người ấy, vị ấy. Chữ quê là một bất biến từ, có nghĩa đó là thật vậy, quả vậy, đúng vậy. Từ cuối cùng, út. Uttama Puriso, đây là một hợp từ chúng ta tách ra Uttama cộng với là Puriso. Uttama là tối thượng, cao thượng. Còn tối thượng, cao thượng, cao quý. Còn Puriso. Puriso ở đây đó, chúng ta lấy nghĩa đó là con người. Puriso này nó giống là Purisa. Purisa đó dịch là người nam hay nam giới. Nhưng mà ở đây đó mình hiểu đó là mình dịch đó là con người được rồi. Thì xin thưa quý vị đó, vì cái câu kệ này nói về ngài Xá Lợi Phất, thành ra ngài Xá Lợi Phất đó là một chánh nam quân tử, ngài là người nam, thành ra nên mới dùng Purisa. Đó mà mình hiểu rộng là mình dịch là con người là được. Purisa là con người hoặc là người nam cũng được. Uttama Puriso là con người cao thượng hay là con người cao quý. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nè. Xin thưa với quý vị, chúng ta thấy câu kệ này đó, ngoài từ quê với từ chá, tất cả các từ còn lại đều chia ở chủ cách hết.
Do vậy đó mà chúng ta ngầm hiểu có động từ hô tí hoặc là phá quát tí hoặc là lá phát tí, nó ẩn. Đây là những cái động từ to be. Cái động từ to be này ở trong văn kệ Bali sẽ thường đó, sẽ bị ẩn đi. Rồi bây giờ chúng ta dịch văn xuôi nè. Yo naro, à, người nào? Yo naro, người nào? Asatho là người không tin. Phải. Akatanyu là người hiểu vô vi. Santichedo là người đã cắt đứt các mối nối. Katawakasu là người đã đoạn trừ hay là diệt trừ mầm sanh. Wantaso là người ước muốn được từ bỏ. Thì xa người ấy quê quả thật Uttama Puriso, người cao thượng. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 97. Kính tri ân cô Ái Minh, xin lỗi cô Nhật Quỳnh chứ. Kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 97. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanateyassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 97. Câu kệ này nằm trong phẩm Arahatawakka, phẩm A-la-hán, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê-ta-wa-na đề cập đến tôn giả Sariputta, tôn giả Sa-lợi Phất. Thì thưa quý vị đó, cuộc đời của tôn giả Sa-lợi Phất sẽ có rất là nhiều sự kiện diễn ra, nhưng mà để phục vụ cho cái việc hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này nè, thì duyên sự này chỉ đề cập đến một khía cạnh thôi, một sự kiện thôi. Đó là một lần nọ có 30 vị tỳ kheo tu hành đầu đà ở trong rừng. Cái hành đầu đà là ở trong rừng không? Sau một thời gian tu, bây giờ các cái vị này đã về ý kiến Đức Thế Tôn. Thì thường đó, khi chư Tăng đi thọ lãnh cái đề mục từ nơi Đức Thế Tôn xong, rồi đi tìm trú xứ thích hợp để mà tu,
tu một khoảng thời gian rồi sẽ trở về gặp Đức Thế Tôn với hai mục đích. Một là về báo cho Ngài biết mình đã thành tựu được cứu cánh đời sống phàm hạnh. Mục đích thứ hai đó là trong khoảng thời gian đó tu thấy mà nó không có tiến bộ, trục trặc cái gì đó, thì về trình bạch lại với Ngài. Qua đó đó, Ngài có thể dạy cho mình một cái đề mục tương ứng thích hợp. Từ đó mà mình có được cái sự tiến bộ. Với hai mục đích này thành ra đó là Chư Tăng sẽ quay về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì 30 vị này cũng vậy. Tu thời gian này không có thành tựu, chưa có thành tựu cứu cánh đời sống phạm mạnh, thành ra mới về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn ngay khi đó, Ngài biết được duyên lành sắp đến với các cái vị này. Nhưng mà duyên lành này đó, thì cái điều kiện là liên quan đến tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất. Cho nên đó, Đức Thế Tôn Ngài mới gọi tôn giả Xá Lợi Phất đến và hỏi tôn giả Xá Lợi Phất về ngũ quyền hay là ngũ lực. Quyền Indri, lực là Bala. Thì Ngài hỏi về ngũ quyền, tức là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Mà Ngài xoáy sâu vào tính quyền, Satindri giá. Thì xin thưa với quý vị đó, tính đây là cái dấu hiệu để nhận biết được người đó là người thiện hay là không. Rồi tính cũng là cái lọc nước đó, xin thưa quý vị. Cho nên đó là ai mà có tính đó thì người đó mới yêu mến được thiện pháp. Thì xem như đó là tính ha, là cái dấu hiệu đầu tiên đó để biết được người đó có phải là người thiện hay không. Và vì đây là cái điều kiện, cái duyên kích thích cái tuệ giác của 30 vị tỳ kheo kia. Do đó, đó Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi tôn giả Xá Lợi Phất xoáy mạnh vào tính quyền này. Ngài hỏi tôn giả Xá Lợi Phất này, Xá Lợi Phất, ông có đức tin không? Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới trả lời Đức Thế Tôn này, xin thưa quý vị tôn giả Xá Lợi Phất, thì tất cả chúng ta đều biết rồi, để nhất về trí tuệ thường thủ tinh văn, thì thành ra đó là cũng hiểu Đức Thế Tôn Ngài đang muốn làm cái gì đó. Do đó đó, nương theo cái ước muốn đó của Đức Thế Tôn đó, mình có thể nói đó là phụ họa thêm để làm sáng tỏ cái ý nghĩa, tức là làm cho nó rõ ràng hơn cái điều kiện kích thích tuệ giác của vị tỳ kheo kia. Do đó tôn giả Xá Lợi Phất Ngài mới trả lời bạch Ngài, nói về tính quyền đó thì con không có đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn. Do tôn giả Xá Lợi Phất trả lời vậy đó. Thì khi mà nghe trả lời vậy nè, bà con ơi, chúng ta sẽ hiểu, sẽ nghĩ như thế nào. Nói vậy đó là tôn giả Xá Lợi Phất không có tin Đức Thế Tôn. Thì xin thưa quý vị đó, ở đây ha, chúng ta nên hiểu qua pháp một tí. Đó là vị pháp nè, hoặc là vị nhân. Thì theo quý vị đó là mình vị pháp hay là mình vị nhân? Xin thưa vị pháp. Rồi liên quan tới điều này nè, chúng ta lại quay qua cái bài pháp, bài kinh mà Đức Thế Tôn Ngài giảng đó, đó là bài kinh giáo giới người Kalama. Là mình không có tin vào sư trưởng, sư thầy, sư anh, sư em, sư phụ gì gì cả. Đó, mà mình chỉ tin những cái gì họ nói thôi. Những cái gì họ nói đó đó, với cái khả năng phân tích chứng minh của mình thấy rằng hợp lý đó thì mình tin. Chứ còn mà mình tin họ đó, xin thưa quý vị đó, nếu họ là phàm đó
À, thì theo quý vị phàm đó, khi người ta nói đó hoàn toàn đúng hết không? Xin thưa chưa chắc ha. À, người có lúc xong đó thì nó có khúc. À, thành ra đó là dù người đó là thầy hay là sư trưởng gì gì của mình đó, mà hôm nào đẹp trời đó thì họ nói đúng. À, nhưng mà hôm nào trời cũng đẹp đó thì họ cũng vẫn cứ nói sai như thường. Đó, và mình tin vào người đó là dễ dàng dẫn đến tiền mất tật mang. À, do vậy đó, tin vô pháp thôi, vi pháp bất vị nhân. À, cái bài kinh đó đó Đức Thế Tôn ngày dạy là như vậy. Và cái thành ra đó là tôn giả Xá Lợi Phất ngày mới trả lời như vậy đó, ngài nói à, con không có đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn đâu. À, thật vậy, bắt ngay nè. Về tính quyền đó, à, thì những ai mà chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa làm cho thấu rõ, chưa tiếp xúc được với pháp bất tử đó, à, thì người đó mới đặt niềm tin vào người khác, tức là đặt niềm tin vào tha nhân. Nói vậy có nghĩa đó là ai đã thấu đạt, à, ai đã thẩm thấu, ai đã chứng ngộ, ai đã nếm được cái hương vị pháp bất tử rồi đó, thì không cần đặt niềm tin vào một người nào khác nữa. À, mà đặt niềm tin vào pháp thôi. Trưởng lão Xá Lợi Phất giải đáp các cái câu hỏi của Đức Thế Tôn liên quan về ngũ quyền xong. Ê, các cái vị tỳ kheo kia đó nghe tôn giả Xá Lợi Phất trả lời vậy đó, à, cái mới bàn tán rằng trưởng lão Xá Lợi Phất đó, giải đáp những cái này theo cái luận điệu sai. À, hôm nay đó trưởng lão Xá Lợi Phất không còn tin Đức Chánh Biến Tri nữa rồi. Nghe 30 vị tỳ kheo kia thảo luận bàn tán như vậy, Đức Thế Tôn ngài mới dạy. Ngài nói này các tỳ kheo, tại sao các thầy tỳ kheo lại nói như vậy? Chính ta đã không làm phát triển ngũ quyền, không tăng tiến pháp chỉ quán, mà đã có thể làm cho thấu rõ các đạo quả. Xá Lợi Phất cũng làm cho thấu rõ đạo quả như thế, nên mới nói bạch ngài, con không có đức tin nơi tha nhân. Như vậy có nghĩa đó là Xá Lợi Phất không có đức tin nơi đạo quả hiện tại hoặc là tương lai của ai cho, hoặc là của ai đó, đó họ làm giùm. Mà tôn giả Xá Lợi Phất cũng không có đức tin nó kỳ một cái chi cả. Đó, Đức Thế Tôn này dạy cho các cái vị tỳ kheo kia là như vậy. À, tức là chỉ có vị pháp thôi, chứ không có vị nhân. À, vì khi mà vị pháp thì tự bản thân của mình mới nỗ lực tinh tấn làm cho các cái pháp tính đó nó phát sanh. Chứ còn khi đó mà mình tin vào mình vị nhân đó, tức là mình tin vào một ai đó đó, thì một ai đó đó họ không có thể nào cho mình các cái pháp tính, họ cũng không có tài nào làm giùm để cái pháp tính đó nó phát sinh đến cho mình. Như vậy đó xin thưa. À, cái Đức Thế Tôn dạy tiếp đó, ngài nói đó là thì kheo ấy tự mình chứng đắc các cái pháp thiền quán đạo quả, chứ không đặt niềm tin nơi những người khác. Bởi thế cho nên tỳ kheo ấy, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, là người không thể chê trách được. Dạy như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên cái câu kệ này để kết thúc cái buổi nói chuyện, và xem như kết thúc cái buổi tạo cơ hội, tạo điều kiện để cho 30 vị tỳ kheo kia thẩm thấu được pháp bảo. Ngài thuyết
Asatto akatanyu cha Santhichedo chayo naro Hata wataso vantaso Sakwe uttamapu risu. Xin thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết dứt câu kệ này một cái thì 30 vị tỳ kheo kia trở thành A-la-hán tuệ phật. Theo quý vị, A-la-hán có mấy loại? Thứ nhất là A-la-hán nhất minh. Thứ hai là A-la-hán tam minh. Thứ ba là A-la-hán lục thông. Và thứ tư đó là A-la-hán tứ tuệ phân tích. Có bốn loại A-la-hán. Thì thành tựu tứ tuệ phân tích đó là hạng A-la-hán thứ tư. Đây là cao tột đó, xin thưa quý vị. 30 vị tỳ kheo này trở thành các bậc A-la-hán tứ tuệ phân tích. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch kệ thơ chữ như thế này: không tin hiểu vô vi, người về các loại hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: chỉ tin giác ngộ chánh tri, chẳng tin ai khác, an vi tự lòng, cắt lìa hệ lụy hồng trần, trần hồng, xả ly tối thượng hư không cũng tự. Hình như qua nghĩa từ vận, hay qua cái phần mà chiếc nghĩa từ vận, xin thưa quý vị, hai cái bản dịch này thấy hơi hơi có cái gì đó sao sao ha. Quý vị thấy đọc hai cái bản dịch đó là mình dễ hiểu hơn, hay là qua cái phần chiếc nghĩa từ vận mà mình được học đó, rồi qua cái phần việc dịch văn xuôi đó thì mình dễ hiểu hơn? Theo chúng tôi đó, đọc cái bản văn xuôi dễ hiểu hơn. Rồi nó cũng sát với cái nghĩa của Bali. Và nếu vậy đó thì là mình cũng gần nếm cái nguồn nước hơn. Dạ rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ này nè, để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình. Thì lúc đó đó là mình có được cái phước nghe pháp nè, rồi mình có thêm một cái phước nữa đó là hành pháp. Và chỉ có cái phước hành pháp đó thì xin thưa quý vị, mình mới nếm được không? Thực hành theo thì mới cái kết quả của việc thực hành theo đó. Và không ai làm giùm mình đâu, không có ai đó thực hành thay mình cả, không có ai cho pháp mình cả, tự bản thân của mình phải làm và tự bản thân của mình nếm, chứ không có ai nếm thay mình đâu. Mà muốn tự bản thân của mình làm cho nó tốt thì buộc lòng là mình phải học cho nó rành rẽ nè, kỹ càng lý thuyết, thì từ đó đó mình thực hành theo đó nó mới được trơn tru, nó không có bị vấp, nó không có bị vướng. Và khi quý vị học chúng tôi hay là học bất kỳ một cái vị pháp sư nào cũng vậy, mình nên học pháp thôi, cho mình đừng có học mấy cái vị sư đó. Như duyên sự này nói này, xin thưa quý vị, thì thành ra đó là cứ cố gắng nghe cho được những cái lời pháp bảo này, và sau khi nghe xong nên chiêm nghiệm cân đo đong đếm để thấy được cái tính hợp lý. Khi nào cân đo đong đếm so sánh đối chiếu với những pháp mà mình đã học rồi đó, thấy không có cái sự chống đối nhau nè, thấy có cái sự hài hòa, cái này bổ túc cho cái kia, cái kia bổ túc cho cái nọ đó, thì lúc đó hành theo. Và như vậy đó thì mình sẽ có được cái kết quả đó. Và nếu ha mà mình sống mình làm theo vậy đó thì xin thưa quý vị, đường đến Niết Bàn mau lắm, gần lắm. Ước mong tất cả chúng ta đó đều sớm đến được Niết Bàn. Chúng tôi cũng ước muốn vậy lắm đó, xin thưa quý vị.
Xin thưa quý vị, cái câu kệ này là Đức Thế Tôn Ngài nói lên các cái pháp tính của Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ Thượng Thủ Thính Pháp. Đây là các cái pháp tính của Ngài nói riêng, và đây cũng là các cái pháp tính của một bậc thánh lậu tận, một bậc thánh A-la-hán. Các bậc thánh A-la-hán thì ai cũng có các cái pháp tính này cả. Nhưng mà ở đây xin thưa quý vị, khi nãy trong duyên sự chúng tôi nói đó, Thế Tôn Ngài mượn Tôn giả Xá Lợi Phất để Ngài hỏi một số pháp, và qua đó gợi mở cái trí tuệ của 30 vị tỳ kheo kia. Trí tuệ của 30 vị tỳ kheo kia mà phát triển lên thì có thể thẩm thấu được pháp bản. Thì thành ra đó, câu kệ này nói về các cái pháp tính của Tôn giả Xá Lợi Phất nói riêng và của các bậc A-la-hán nói chung. Mình, bản thân của chúng ta đây nè, những người đang học pháp này nè, ước muốn một ngày nào đó mình hết khổ, thì xin thưa mình cũng nên hiểu biết cái pháp tính này để rồi ứng dụng vào trong đời sống của mình đó, dần dần đó, thành tựu được các cái pháp tính này, thì lúc bấy giờ mình sẽ hết khổ. Đầu tiên Đức Thế Tôn này dạy Yonaro là người nào? Thì người nào đây mình hiểu đó là bất kể một người nào đó. Ví dụ như là trong room của chúng ta bây giờ là 25 nick, 25 nickname. Thì một nickname nào đó bất kể trong 25 này. Thì người nào đó có cái đặc tính như thế nào? Người nào nè? Asatthu. Mà trở thành là người vô vi, xin lỗi, trở thành là người không có tin, là người không tin hay là trở thành người không tin. Vậy thì theo quý vị đó là mình phải đạt đến cái trạng thái nào thì mới trở thành người không tin? Xin thưa, đức tin hay là tín là cái dấu hiệu để nhận biết được người đó là người thiện. Thì đức tin ở đây đó mình phải hiểu nè, là tin về nhân quả nghiệp báo, tin về tam tướng, tin về hạnh phúc thật sự khi không còn tham lam sân hận si mê đó. Với người mà tin như vậy đó thì mới được gọi là chánh tín. Và cái loại chánh tín này nè là cái dấu hiệu để nhận biết được người đó là người thiện. Ai mà có cái loại đức tin này thì người đó là người thiện, người đó là người yêu mến cái thiện. Vậy thì đạt đến cái trình độ nào thì được gọi là không có tin nữa? Thì xin thưa quý vị, phải đạt đến cái trình độ giống như Ngài Xá Lợi Phất vậy. Tức là phải thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành. Đó là bản thân của mình đó. Phải nếm được hương vị pháp. Mà nếm được hương vị pháp là sao? Là phải tin chắc, tin thật, tin y như pháp vậy đó. Là cứ khi nào còn tồn tại vậy đó, còn mắt, còn tai, còn mũi, còn lưỡi, còn thân, còn tâm là còn khổ. Cứ tin 1000% là như vậy đó. Hiểu rõ 1000% là như vậy đó. Rồi sở dĩ đó mà còn đó là vì do mình còn thích được nhìn, thích được nghe, thích được ngửi, thích được nếm, thích được đụng chạm, thích được suy nghĩ, cho nên mình mới còn cái tồn tại này vậy đó. Thì để không còn cái tồn tại này là buộc lòng mình phải từ bỏ, mình không còn thích nữa đó, mình không còn thích cái được nhìn nữa đó. Thì lúc đó mình còn có con mắt này đó, là vì còn con mắt cho nên buộc lòng phải thấy, còn lỗ tai cho nên buộc lòng phải nghe, còn lỗ mũi cho nên buộc lòng phải ngửi, còn cái lưỡi cho nên buộc lòng phải nếm vị, còn cái thân này cho nên là buộc lòng phải xúc chạm nắng mưa, nóng lạnh, cứng mềm, còn cái tâm cho nên buộc lòng là gì? Tâm nó cứ còn sanh còn nghiệp đó. Hiểu chắc 1000% vậy đó, xin lỗi, 100% vậy đó,
Đó, thì lúc đó đó là mình an trú cái tâm của mình vào ở trong cái tính như nhiên đó, tính như thật đó đó, thì lúc đó mình còn không cần tin ai nữa cả. À, ai nói cái gì đó à, mà nó sai đi cái đó đó thì là tới quốc rồi, là không đúng rồi đó. Còn ai mà họ nói y chang vậy đi thì họ đâu có cần nói nữa, là vì cái người đó người ta đã hiểu rõ ràng vậy rồi, đã tin vậy rồi, giờ người đó đâu còn có cái gì nữa để cho mình phải dạy bảo họ, à, khuyên can họ nữa. Đó, do đó đó à, theo với ngài Xá Lợi Phất đó, thì Đức Thế Tôn ngài còn có cái gì để ngài dạy cho ngài Xá Lợi Phất nữa không? Đứng trên góc độ đó, đoạn lậu đó thì hết rồi đấy, xin thưa quý vị, không còn cái gì để dạy nữa cả. À, nhưng mà đứng trên cái góc độ hiểu biết các khác thì còn có cái để mà dạy. À, nhưng mà xin thưa quý vị, ngài thấy đâu có cần thiết đâu. À, ngài thấy đâu có cần thiết đâu. Những cái gì mà Tôn giả Xá Lợi Phất hiểu đó là đã đủ rồi. Đó, thành ra bây giờ nếu mà có dạy cho Tôn giả Xá Lợi Phất là gì, là mục đích gì? Tạo duyên lành gián tiếp để dạy những người khác thôi. Giống như ở duyên sự này. À, Đức Thế Tôn ngài hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất đó, đây là gián tiếp kích thích cái tuệ giác của 30 vị tỳ kheo kia. Đó có nghĩa đó là người ta đã hiểu tới nơi tới chỗ vậy rồi đó. À, thì người ta đâu có cần tin, đâu cần tin vào gì mình nữa. À, do đó đó là gì, mình có cái gì để mà hướng dẫn cho người ta nữa, hay là gì, người ta cũng không có cần cái sự hướng dẫn của mình. À, không tin là như vậy đó, xin thưa quý vị. Thành ra khi nào mà mình được đến cái trình độ đó đó thì mình tin. Còn bây giờ đó thì là chúng ta có tin chắc ha, là khi nào mình còn tai, còn mắt, còn tai, còn mũi, còn lưỡi, còn thân, còn tâm vậy đó thì mình còn khổ không, xin thưa quý vị? Có tin nhưng cũng lén lén là không tin. Đành rằng ngũ quẩn dây khóc, đã đành dãy, nhưng lòng vẫn đau. Đó là vì do gì? Mình chưa có cái trí tuệ như thật biết. Đó mà mình biết đó, qua sách vở, qua người khác, qua suy luận thôi. Đó, thì thành ra đó là đã đành đành dãy nhưng mà lòng cũng còn đau. À, thì khi mà còn đau vậy thì buộc lòng là gì, xin thưa quý vị? Mình còn mày mò để đi tìm chân lý, mình còn mày mò để đi tìm cái cách tu hành. Đó, do đó đó mình cũng vẫn cứ còn phải nương tựa vào ông thầy. Yeah, nương tựa vào ông thầy. À, thì thầy của mình là có thể là sư, có thể là ni. Đó. Và rồi nếu mà mình thấy thầy của mình là sư là ni mà nó có cái gì đó nó hơi chán chán đó, thì mình sẽ quay qua thứ thị sư bất năng ngôn, lấy kinh sách làm thầy, đọc nghiên cứu vô kinh điển kinh sách đó, thì lúc đó mình sẽ không có bị ông sư nè bà thầy đó theo kiểu là hên xui xui đó. Hên thì là họ dạy bảo cho mình thẩn thinh đó, mà xui xui đó thì là cái đó họ nhõng nhẽo, có thể họ sẽ lầy đó. Và với cái phàm yếu đuối của mình đó thì xin thưa quý vị, có khi sẽ dễ dàng bị sốc đó, dễ dàng bị sốc à, thì thành ra đó mình vẫn còn đang mày mò vậy nè ha. Thì xin thưa quý vị, tất yếu mình cần phải có người hướng dẫn, cần phải có cái chỗ nương đó, cho nên đó là mình cần có, phải có thầy bà. Thì thầy có hai loại vậy ha, là người và sách. Cho đến khi nào mà mình hiểu thấu đáo thì lúc đó mình cũng cần tin được. Thì là người không tin ở đây đó là như vậy đó, xin thưa quý vị ha. Chứ không phải đó là người không tin ở đây đó là cái gì, là theo kiểu đó là bá đạo rồi cho rằng mình là nhất, mình cũng cần tin, ai cũng cần tin cái gì hết đó, thì cái đó là không đúng nữa.
không tin là vì đã hiểu tới nơi tới chốn rồi, đã tin chắc rồi, đã thành tựu hết rồi, cho nên còn có cái gì để mà tin nữa cả. Thứ hai, Atatanyu là hiểu vô vi. Hiểu vô vi ở đây đó là hiểu niết bàn đó, xin thưa quý vị. Hiểu vô vi là hiểu niết bàn. Đó, mà còn phân tích theo từ ngữ đó ha. Atata là vô tác. Hiểu rõ ràng về phương diện vô tác. Thì vô tác là sao ạ? Là vô ký. Vô tác mình hiểu cách khác là vô ký. Thì vô ký là sao? Thì vô ký ở đây mình hiểu ngược lại là hữu ký. Ký có nghĩa là ký gửi. Thì hữu ký là có ký gửi, mà vô ký là không có ký gửi. Mình có gửi ngân hàng đó xin thưa quý vị, thì là mình sẽ có lãi. Bây giờ mình không có gửi ngân hàng thì là mình không có lãi. Mình có gửi ngân hàng đó thì là mình bị mất, mà mình không có gửi ngân hàng thì là mình sẽ không có bị mất. Mình hiểu nôm na là như vậy. Vậy thì vô ký là một hành động bằng thân, một hành động bằng lời, một hành động bằng ý, không dẫn đến có kết quả. Đó được gọi là vô tác. Còn một hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý dẫn đến có kết quả thì cái đó được gọi là hữu tác. Mà một hành động gì? Bằng thân, bằng khẩu, bằng ý dẫn đến có kết quả, đó mình gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thiện hoặc là bất thiện. Thiện hoặc là bất thiện thì mới tất yếu cho ra kết quả. Như vậy thì vô tác là một hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, không thuộc về nghiệp bất thiện, nghiệp thiện. Nếu mà không thuộc về nghiệp bất thiện, nghiệp thiện thì là loại tâm nào? Xin thưa quý vị, đó chính là tâm duy tác. Đấy, duy tác. Các bậc A-la-hán họ dùng sử dụng tâm duy tác để nói, để làm, để suy nghĩ. Yeah, để suy nghĩ. Như vậy đó là hiểu vô vi thì cũng tức là người đang sử dụng tâm duy tác để mà làm việc. Đây là mình hiểu trên cái phương diện triết nghĩa từ đó ha. Là gì? Rồi thứ ba, Samthicchedo. Samthicchedo đó là cắt, đó là đoạn tận các cái mối nối. Cắt đứt đoạn tận các cái mối nối. Tại sao phải cắt đoạn tận các cái mối nối này? Thì xin thưa với quý vị, khi nào mà còn các cái mối nối này đó, thì các mối nối này là những cái sợi dây nó trói buộc chúng sinh vào ở trong vòng luân hồi sanh tử. Vòng luân hồi sanh tử. Mà vòng luân hồi sanh tử đó thì tượng trưng cho 12 cái căn đó, xin thưa quý vị. 12 cái căn đó gọi là thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên. Đó thì cứ khi nào mà cái thập nhị nhân duyên nó cứ còn quay vậy đó, thì lúc đó các cái pháp ở trong thập nhị nhân duyên đó mà không quay vậy, thì là khi đó chúng sinh còn lăn trôi ở trong vòng sanh tử luân hồi. Và thập nhị nhân đó người ta mới chia nó thành ba cái mối nối. Mối nối đầu tiên đó là mối nối quá khứ với hiện tại. Mối nối thứ hai đó là mối nối nhân quả hiện tại. Mối nối ba đó là mối nối hiện tại với vị lai. Đó, quá khứ, hiện tại, vị lai đó, xin thưa quý vị. Vậy thì mối nối quá khứ với hiện tại là gì? Ở trong 12 cái mắt xích đó. Xin thưa quý vị, mối nối quá khứ với hiện tại đó là thân và thức.
Dạ, hành và thức. Thì hành ở đây đó là gì? Là quá khứ mình đã từng tạo nghiệp thiện. Nghiệp thiện à, cho nên là gì? Tất yếu nhận lấy cái hậu quả đó. Cái hậu quả đó đó cho ra thức dẫn đi tái tục hình thành nên mình đây nè. Đó, hình thành nên mình đây nè. Đó, thì nếu ha mà cái thân thể này đó là tốt đẹp nè, là sở hữu cái bộ não ngon lành đó, đó thì thức đó đó là thức tốt. Nhưng nếu như đó cái cơ thể này mà bệnh tật ốm đau này, cái bộ não này đó thì là bé tí teo đó, ví dụ vậy, thì đó là thức xấu. Dạ. À, rồi cái thân này nè ha mà là súc sinh à, thì thức đó lại càng xấu nữa. Đây là cái mối nối của quá khứ với hiện tại vậy. À, hiện tại với quá khứ nó bị à, hiện tại nó bị ràng buộc bởi quá khứ, quá khứ nó cột trói cái hiện tại là như vậy. Thứ hai là nhân quả hiện tại. Thì khi ở trong cuộc đời này có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có tâm thì tất yếu dẫn đến mình có thụ hưởng cảnh, tức là thụ hưởng cái cuộc đời này. Đó là thụ hưởng cái cuộc đời này đó, qua vui, buồn, sướng, khổ, không vui, không buồn. Đó, không vui, không buồn. À, đây là các cái loại thụ hưởng cuộc đời này. À, và khi thụ hưởng cuộc đời này vậy đó, dẫn đến ưa thích, à, dẫn đến đó là bám víu, dẫn đến đó là đắm nhiệm, đó gọi là thọ duyên cho ăn. À, có thụ hưởng vậy thì thành ra thích. Như là mình ăn ngon lần rồi bắt đầu là thích, được ăn lần thứ hai, được ăn lần ba, mặc đẹp được lần đó thì là mong muốn được lần thứ hai, mặc lần thứ ba. À, gặp người mình thích đó, được lần thì là ước muốn gặp lần thứ hai, gặp lần thứ ba. À, nghe người mình thích mà nói đó thì là mình muốn nghe nữa. À, thì khi mà nghe đó là làm thụ hưởng nè, muốn nghe nữa đó là ái nè, thọ duyên cho ai. Đây là cái mối nối nhân quả trong hiện tại. Mối nối thứ ba là hiện tại vị lai. À, thì khi mà mình có khởi lên cái sự thích thú đắm nhiễm đó đó thì lúc đó sẽ thể hiện qua hành động. Đó, xin thưa quý vị, qua hành động. Nếu nhận thích quá đó thì là dẫn đến hành động đó là gì? Nó ngon, nó ngọt nè, bỡ đỡ nè. À, mà còn thích mà không được là gì? Dẫn đến phá hoại. Đây là cái mặt trái và mặt phải. À, như vậy đó thì khi mà nó ngon, nó ngọt là bỡ đỡ đó đó được gọi là nghiệp thủ. Do mình tạo ra nghiệp thủ ở trong đời sống hiện tại này nè. Đó thì cái nghiệp thủ này nè dẫn đi các cái sanh lục, nó cũng là nghiệp chứ, xin thưa quý vị. Thì tất yếu đó nó phải cho ra cái kết quả đời sống sau đó, cắt đứt các cái tục đoan hay là các cái mối nối, tức là cắt đứt hết ba cái mối nối này. Trong nghĩa việc là gì? Bẻ gãy 12 mắt xích đó, bẻ gãy 12 duyên sinh đó. Đó là sanh thích chế độ. À, rồi pháp tính tiếp theo hát ta quát ta su, đó là đoạn cái mầm sanh. À, đoạn cái mầm sanh thì xin thưa quý vị đó khi nào mà mình còn tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, à, thì nghiệp đó đó nó sẽ cho ra quả. Đó, nó sẽ cho ra quả. À, thì với điều kiện nào nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đó sẽ cho ra quả? À, xin thưa quý vị, khi nào mà còn ái. Ái nó là cái chất ẩm ướt. À, hoặc là nói theo hóa học đó, là một cái chất xúc tác để cái phản ứng đó nó xảy ra, tức là để cho cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đó, đó nó được trổ quả.
Dạ, nó được trổ quả. Đó thì thành ra đó là gì? Đoạn, đoạn cái mầm sanh. Đó, tức có nghĩa đó là mình từ bỏ hoàn toàn hết thảy các cái bè đảng của ác. À, thì từ đó về sau đó, nghiệp mình tạo ra đó, nó mới không còn cái mầm. Dạ, nó mới không còn cái mầm. À, hoặc mình nói là nó không còn cái chất ẩm ướt để cho thân nghiệp này, khẩu nghiệp ý đó đó, nó được trổ quả. Dạ, nó được trổ quả. À, mà để đạt đến cái trạng thái này thì buộc lòng mình phải thành tựu được A-la-hán thánh đạo. Chỉ có A-la-hán thánh đạo đó thì mới cắt đứt được nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Sau tâm A-la-hán thánh đạo khởi lên đó, thì toàn bộ và bè đảng đều bị trừ, mọi chất ẩm ướt đều bị đoạn trừ, và từ đó về sau nghiệp của cái vị đó xem như là không còn mầm sanh nữa. Dạ, không, không có mầm sanh nữa. À, pháp tính tiếp theo quan ta su. Dạ, quan ta su là mong muốn hay là ước muốn, mong muốn hay là ước muốn được từ bỏ hay là bị từ bỏ. Xin thưa quý vị, cái a xá này đó là ước muốn hay là mong muốn. Ước muốn, mong muốn này có hai loại, là ước muốn, mong muốn sanh hữu và sanh hữu hay sanh y vậy đó, giống nhau. Và thứ hai đó là ước muốn, mong muốn niết bàn. À, ước muốn, mong muốn sanh sanh hữu sanh y đó là mình ước muốn, mong muốn đời sau kiếp khác mình trở thành ông này bà kia, đời sau kiếp khác mình sanh lên cõi này cõi kia. Đó được gọi là ước muốn sanh hữu. Thứ hai đó là ước muốn niết bàn, là ước muốn tham lam sân hận si mê được diệt tận. À, thì ước muốn mong muốn thứ hai này đó mới dẫn đến chỗ giác ngộ giải thoát. Nhưng mà thử hỏi quý vị ha, nếu một người đã đạt được niết bàn rồi thì cái ước muốn mong muốn này có cần thiết nữa không? Xin thưa không cần. À, khi nào mà mình chưa đó, à, như mình chưa có tiền đó thì mình ước muốn mong muốn được có tiền, nhưng mà khi mình có tiền rồi, à, xin thưa lỗi quý vị ha, ở đây chúng tôi nói là cái mức bình thường vừa thôi ha, chứ còn dĩ nhiên đó là đối với chúng sinh thì lòng tham không đáy mà, thành ra khi có tiền rồi có thể là muốn có nữa. Nhưng ở đây mình tạm hiểu là như vậy, nhưng mà mình đã có tiền rồi thì mình đâu có mong muốn muốn có tiền nữa chứ. À, do đó đó, khi nào đã thành tựu được cứu cánh đời sống phàm hạnh rồi, tức là khi nào mình đã thành tựu chứng đắc được niết bàn rồi thì mình không còn mong muốn niết bàn gì nữa. À, cho nên là bậc thánh A La Hán là người không còn mong muốn muốn chi nữa cả. À, sở dĩ mà các ngài sống đó là giống như chiếc xe nó hết xăng hết dầu hết nhớt rồi mình còn cái trớn gì nữa, đó chạy hết trớn thôi. Đó, thì cái quan tà xô ở đây đó, à, mình hiểu là như vậy ha. À, tức có nghĩa đó là người này đã thành tựu được cứu cánh đời sống phàm hạnh rồi. Thì thử hỏi bà con chứ, với một người mà có các cái đức tính, không tin gì nữa nè, hiểu được niết bàn nè, cắt đứt được ba cái mối nối trong 12 duyên sinh nè, người đã đoạn tận được hay là từ bỏ được nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nè, người không còn mong muốn ước muốn gì nữa nè, thì người như vậy đó có xứng đáng được gọi là người cao thượng, người cao quý, người tối thượng không? Xin thưa quý vị, quá được đi chứ. À, quá được đi chứ. À, thì đây là chỉ cho tôn giả Xá Lợi Phất nói riêng, chỉ cho các bậc A-la-hán nói chung. À, chúng ta thấy vậy, thì bản thân của mỗi người chúng ta đó cố gắng hiểu và hành theo các pháp tính này, để đến một lúc nào đó hồi đủ duyên lành, mình cũng sẽ trở thành người cao thượng, cao quý. Ước mong tất cả chúng ta đều được thành tựu như ý nguyện. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài câu kệ pháp cú số 97 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài.
tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thu lành thay à, thay mặt đại chúng con xin tri ân đại đức Minh Mẫn đã thuyết giảng bài kinh là pháp cú số 497 đến 2 Phật tử chúng con là kính đại tri ân đại đức Minh Mẫn và đại kính thay mặt đại chúng chân rung một lần nữa con xin được cung trình đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rung. Dạ không biết đại đức có chiếc máy không ạ? À? Alo, đại đức có chiếc máy không? Bạch sư, chắc đại đức cũng không có chiếc máy rồi. Vậy thì con xin cung thỉnh đại đức Minh Mẫn chúc phúc cho lùm luôn ạ. Nam mô Phật Thầy gia kính cung thỉnh đại đức Minh Mẫn. Kantus padewata sabba bhutanu pavena sabba dhammanu pavena sabba sanghanu pavena sadasote pavantute cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành thụ mỹ mãn cho được thành thụ mỹ mãn cho được thành mỹ mãn. Sa thu lần thầy à, kính chuyện để đức Minh Mẫn một lần nữa. Hoa thân xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo ứng bền, có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng có nhận, chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà. Chư thiên phám thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an. Phước con nội hướng dẫn ban, chúng sanh ấy biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiền nay khắp cùng chúng.